Ủa, ông Thành ơi, sao ông về? Hello, chị Thành đây anh Dũng. Sao không có ra cái tiếng vậy? Không có điện thoại này, thôi nó lấy mền mà chùm lại là mất khóc á. Không có, bữa chiều quá, chiều qua gió lớn nhích lên là mất. Giờ quay heo heo cỡ nào đang quay ha. Nè nè, đâu rồi? Nè, qua đây đi. Mới vòng qua nè thăm nè. Qua đây nè, tao bài xong rồi nè. Làm thế nè. Bắt lên nè. Đâu có, qua đây đây còn chơi nữa, không có gì á. Buồn buồn chứ. Ăn miếng đi, miếng không muốn ấp đâu. Đây, qua đây lại đây. Tại tao muốn nói là ông kêu không réo không mời kêu. Không muốn nổi vậy. Nha. Ôi xèo ta chị che, y xèo ta qua đi, đúng không? Dạ, dạ. Bữa nào cúng ăn nổi rồi, 30 cúng rồi hết ăn nổi rồi. Bữa nào dám nói rồi ăn nhiều. Làm kế ăn nhiều nữa là coi như tết hết ăn. Ngán không? Mình mấy bữa nay ăn ngon rồi chứ, rồi tết hết ngon rồi. Có 30 không? Có đường hẻm. Trời ơi, canh chua cá lóc rồi, canh chua cá rồi. Khô rồi. Dạ, không quá. Ăn khô á. Kiếm mấy con cá. Em định mua ký khô để dành ăn nè. Khô, hấp bữa canh chua rồi. Ký bữa nay tôi về tôi mua thêm. Năm rồi đi nhân trạch á, mua mấy ký cá lớn rồi lóc á. Ăn qua Tết, tới qua Tết còn 3 con. Thả luôn. Thả luôn. Thấy lúc đó mặn thấy tội nghiệp nó đang bị mình nuôi á. Nhà này không có ăn cá lóc. Mua qua dứa hả? Mua dứa ở chợ bán ngon không bà? Dứa ở chợ đây có không? Có. Dứa mà dứa nuôi. Nó nói cho bây giờ, ngay cả gần giờ nó cũng nuôi không. Mua khô cá đùi. Em làm ký khô cá đùi năm rồi, em cũng mua ký đó. Vậy mà ăn lại thích đó. Này tính vô siêu thị mua. Tè cá dứa. Trời, tè cá dứa. Nó đông đông rồi, nó có mùa. Nhớ giờ nó lên là nó dớt nó vô nhà ở dưới hết ổng lên tên phố. Cá mùa hiếm quá. Cá dứa nhiều khi nó cắn dạ dạ bộ. Còn anh nhanh biết không? Nó lâu dính một con à. Nó ốm đổ lắm, nó như con cá cà mà nó ốm đổ lắm. Để xây cho anh Thành cho nó. Ba bảnh luôn đây. Không có tiếng nhà đâu mày sợ. Anh Thành qua đây ngồi lại. Nhậu mà nhậu mà sợ tiếng vậy trời. Thế thôi là gì cũng tiếng à. Càng như bà Hương đi. Bà Hương phải bà sợ chứ còn. Ủa không tao nói trong hôm mà không nghe. Má mới nghe. Ngày hôm qua điện thoại tao Hương mà gọi tao trong hôm. Nói gì? Ủa tao gọi là nói mà không nghe. Không, dùng đầu nghe gì anh bắt đầu nghe. Tao đang nói đi quay rồi. Bà gì? Liệu chứ không phải là như bà Hương. Cho tao miếng đá đi, phải uống đá. Bị gì mà phải uống đá, cũng hạn chế đá. Không có đá, uống không có đá. Lết xê, lết xê, hãy cho nó sạch sạch á. Có chạy không? Hả? Chạy không? Chạy gì? Hả? Không kỳ các bạn. Ha gì Út ha gì gì Út sẽ uống mà có đá mình không có đá bỏ phong bì nó sao ly của mày nó màu đẹp quá ly của gì ai bán đâu lại vô rồi nữa đi vô rồi nữa đi một hai ba vô một hai ba vô hai mươi lăm vô